Trong cuộc họp khẩn cấp vào ngày 26 tháng 2, theo phát biểu được Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min đưa ra, nếu các bác sĩ thực tập Hàn Quốc đồng ý quay lại làm việc, chính phủ nước này sẽ không buộc họ phải chịu các trách nhiệm liên quan vụ đình công quy mô lớn những ngày gần đây. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo, những bác sĩ không quay lại làm việc trước ngày 29 tháng 2 sẽ bị tước giấy phép hành nghề y tế trong ít nhất 3 tháng. Kể từ đầu tháng 3, nếu như bác sĩ nào không quay trở lại làm việc thì sẽ bị tước giấy phép hành nghề trong ít nhất 3 tháng. Mọi người hãy nhớ rằng lý do về việc bị tước giấy phép hành nghề sẽ bị lưu lại trong hồ sơ xin việc và sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến công việc sau này. Phát biểu trên được đưa ra tại một cuộc họp chính phủ trong bối cảnh một lượng lớn bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú Hàn Quốc đã đồng loạt nghỉ việc vào tuần trước để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu của trường y thêm 2.000. Theo Reuters, trong khi chính phủ cho rằng việc tăng số lượng sinh viên được tuyển vào các trường y sẽ giúp giảm gánh nặng cho hệ thống y tế quốc gia, nhiều bác sĩ nói điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đội ngũ y tế.